Rồi là phần trình bày của con. Phần trình bày của con có tên là Journal Steam và tác giả là Yugo Kano. Con tên là Dương Minh Hiếu. Số vô danh của con cho cuộc thi này là 149. Con học ở thông nhạc được khoảng 4 năm và con cảm thấy học ở đây rất là vui. Thầy cô rất là tận tình, quan tâm chăm sóc học viên. Lúc đầu thì con cứ nghĩ là piano học rất là khó, nhưng mà sau khi học thì con thấy môn này rất là thú vị. Con cảm ơn thầy cô và mẹ đã cho con học ở đây. Mọi người bình chọn cho con nghe. Con cảm ơn mọi người.